393 天, ngày 393. Đây là thực đơn, các cháu xem chút xem. Hãy nghe và nhắc lại. 这是菜单,你们看看. 这是菜单. 你们看看这是菜单你们看看这是菜单你们看看. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Bỏ thời gian nhìn một cái. 抽空看一眼. Ngắn một chút càng đẹp hơn. 短一点更好看. Sẽ có vẻ chân ngắn. 会显腿短. Trên mắc viết là bao nhiêu tiền? 标签上写的是多少钱? Thả lỏng một chút không khí. 轻松一下气氛. Trời ạ, thật hay giả vậy? 天哪,真的假的? Sau này sẽ có dịp. 后会有期. Bán thế nào? 怎么卖? Không sao, không ảnh hưởng gì. 没关系. Chắc chắn sẽ, khẳng định sẽ. 肯定会. Hài lòng 100%. 100%的满意. Tiền lẻ. Lính chiến. 460.000. 46.000. Ăn sạch rồi. Chứ quang lợ. Ngày trước ăn nhiều rồi. 以前吃多了. Đi ngược lại, quay ngược lại. 往回走. Ngày thường. 平日. Chỉ có cuối tuần và các ngày nghỉ lễ. 只有周末和节假日. Vì để bảo đảm. 为了保险起见. Quyết định đi. 决定吧. Bà chủ. Lão bản娘.